Biến chứng nghiêm trọng khi điều trị Basodo không đúng cách. Mắc bệnh Basodo đã 20 năm, một bệnh nhân ở Lạng Sơn đã điều trị không đầy đủ và không liên tục, không đúng chuyên khoa, dẫn đến biến chứng suy tim, rung nhĩ. Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân tên H sinh năm 1970, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, mắc bệnh Basodo đã 20 năm, nhưng tự ý uống thuốc hormone tuyến giáp là Betiroc, thay cho kháng giáp tổng hợp là Betiroc. Điều này dẫn đến người bệnh bị cơn bạo giáp trạng nhiễm độc giáp do Betiroc, gây nguy hiểm đến tính mạng. Thạc sĩ Tôn Thất Kha, trưởng khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, hiện tại trên thị trường Việt Nam vẫn có thuốc Betiroc, là thuốc kháng giáp tổng hợp dùng để điều trị bệnh Basodo, rất dễ nhầm lẫn với thuốc Betiroc. Vì vậy, người mắc bệnh Basodo cần hết sức lưu ý khi sử dụng thuốc. Betiroc là thuốc để thay thế hormone tuyến giáp. Nếu sử dụng nhầm thuốc này sẽ làm cho tình trạng nhiễm độc giáp ở bệnh nhân Basodo nặng lên, dẫn đến cơn bạo giáp trạng và nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân. Cơn bạo giáp trạng hay còn gọi là cường giáp kịch phát là tình trạng nhiễm độc giáp xuất hiện kịch phát do mất bù cường giáp, gây nguy hiểm đến tính mạng và người bệnh cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Mặc dù rất hiếm gặp nhưng bệnh nhân lên cơn cường giáp kịch phát, nếu như không được điều trị kịp thời sẽ gặp phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao. Cũng theo thống kê tại các trung tâm y tế hiện đại trên thế giới, đối với các trường hợp trên thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao, lên tới khoảng 60-70%. Đây là một căn bệnh nguy hiểm đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy, bệnh nhân ngay khi có dấu hiệu nhận biết và chẩn đoán cần được điều trị sớm và kịp thời.